Ba đưa con với Anna 10 đồng. Ok. Ông Trump thắng thì con với Anna đưa ba 10 đồng, tổng cộng là 20. Không. Con nói con gì vô nữa đi. luôn, Rồi, con nói trong gì? luôn. Với con không có 3 đồng mà ba con sợ. Con $7. Ok. I don't know, I'm gonna lose. But if I do, you can smack me on the butt 10,000 times. That's my $3 whip. Tiền. Rồi, Anna, nói gì? Con nói rồi, mắc mới không nói tao nữa. Không phải không? If Joe Biden win, I pay you $10. I mean... Ok, bài no. Đó. Đó ghi lại đây là phải nha. If Joe Biden win, I pay you $10. If Donald Trump win, you pay me $10. If Donald Trump win, I pay you $10. Okay. And I take 5% tax. Bad. Look. Look at my new shoes. I mean slippers. Look. Okay. Da da da. Rồi. Xong rồi bán tao đi. Rồi ngoéo tay đi. Rồi. Ngoéo rồi nha. Why is your hair so warm?